nếu như đội nào giành được vị trí sống lâu hơn, nhiều kill hơn, đội đấy là đội giành chiến thắng. Còn đội nào là đội chúng ta về vị trí thấp hơn, ít kill hơn thì chúng ta sẽ thua. Cái trận đó sẽ được giải quyết cực kỳ nhanh. Mày đâu đấy? Ôi, 3K đang bắn kìa, 3K đang bắn kìa, nhưng 3K đã có một điểm hạ gục rồi. Để chú bèo vậy nhá. Đấy, ấy, bị bắn kìa. Ui dồi. Rất nhiều sát thương được dồn vào cả hai người chơi. Đấy, Tam Ca đang báo cho Bèo bóng mình và Tam Ca vừa rồi đã có một pha. Sao chú Bèo lại nằm xuống nước nhỉ? Chú Bèo đi bắn trước cơ mà, Tam Ca đã đặt qua vào cho đồng đội. Chết rồi. Này, sau đó Bèo đang cố gắng bắn và có những pha cầu kéo đầu tiên. Bắn khá là tốt, một điểm hạ gục đầu tiên dành cho Sarah HP. Ôi, thấp này, thấp này, nhìn nhau này. Ui, cùng phải là máu, chưa phải là nhiều. Với lượng trang bị như cái điểm hạ gục bây giờ thì tôi đánh giá là vũ của một chú là có quay. Ui trời ơi. Trời ơi, ăn xong phải vốn tăng lên đá rồi. Phê quá. Cái xe mắt luôn. Ngọt quá. Ngọt. Có tương ớt không? A few moments later. Thằng bà lô tô. Nè em mới phủ ra uống nước. Đâu. À, đúng rồi anh. Chạy uống nước rồi. Chạy. 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 Tóc. À, đây hả? Asia Invitational chính thức khởi tranh vào ngày 7/9/2019. Đăng ký và nhấn nút chuông thông báo của Gaana Free Fire ngay hôm nay để nhận thông báo về các phần quà miễn phí, nhân vật, trang phục mới và giải đấu eSports đỉnh cao.